Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một lô được anh gút các bạn, 5 con, lô được anh gút 5 con các bạn. Đây, con đầu tiên các bạn, con được anh gút lẻ các bạn. Đó, cái đầu như cái húng các bạn thấy không? Đó, đầu như cái húng, cổ rô, lưng một lưng nè các bạn, lưng đi như cái săn banh nè các bạn ơi. Chân móng rồi là hoàn thiện các bạn. Đó, ú nút luôn các bạn, đầu chà bá ú nút, chân móng hoàn thiện, đích mục đích nè các bạn. Chân móng hoàn thiện các bạn này, chân móng hoàn thiện xương cối luôn các bạn. Đó, cái đầu các bạn không? Cái lưng một lưng, cổ rô, cái đầu như cái húng các bạn, cái lưng như cái sân banh các bạn, con anh gút này cực lực luôn các bạn. Cực lực, cực ben luôn. Đó, cực pin các bạn. À, con này cực pin luôn các bạn không? À, dài hở chân móng hoàn thiện nè các bạn, dài hở chân móng hoàn thiện, con này thì chủ báo giá là 25 triệu các bạn, dạng bò lỡ nha các bạn, anh quýt lỡ giá 25 triệu các bạn, lưng một lưng, à, chân móng sò hoàn thiện luôn các bạn, đó, lưng một lưng, dài hở nè, cái đầu như cái húng các bạn, đo cận cảnh cho anh em thấy được các bạn, cao 1m15 bò nè các bạn, à, cao 1m15 bò, giá 25 triệu các bạn, giá 25 triệu. À, anh gút lỡ nha các bạn. À, đây là cặp anh gút tiếp theo nè các bạn. Đây, con này cũng vậy các bạn, đầu trọc lóc luôn các bạn không, đầu to, à, dây hở đòn dài, à, cái đầu chà bá luôn các bạn, chân móng thì hoàn thiện, cái đầu chà bá đòn dài nè các bạn, cái dây hở đòn dài nè, chân móng thì hoàn thiện nè các bạn. Cặp anh gút này thì chủ báo giá là 38 triệu các bạn, 38 triệu. Đó, cái đòn hết ga các bạn, cái đầu chà bá luôn, xương xương cối các bạn, ừ, anh gút nhưng mà xương cối nè, chân móng thì hoàn thiện xương cối các bạn, đây chân móng nè bạn thấy không, xương móng hoàn thiện xương cối nè các bạn. Đó, đầu to, đòn dài, dây hở, xương cối, con đen này cũng vậy các bạn, chân móng hoàn thiện hết, đòn dài nè các bạn. Đó, đầu to, đòn dài, dây hở, đích mục đích, vàng anh gút bơm các bạn, con nào con nấy khỏi tả các bạn, chân móng thì hoàn thiện. Cặp này thì chủ báo giá là 38 triệu các bạn, 38 triệu. À, bạn thấy không, à, cái dài cái lực lượng các bạn, cái đầu chà bá, cái dài lực lượng các bạn, cái lưng như bằng nghiến các bạn ơi, chân móng thì hoàn thiện các bạn, đòn dài. À, dòng anh gút, anh em nào có nhu cầu dỗ béo anh gút thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ bò mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Đó, và bây giờ mình sẽ đo cận cảnh cặp bò này lại một lần nữa cho anh em xem kỹ hơn các bạn. Đó, đo cặp 38 là cận cảnh cho anh em xem luôn các bạn. Lưng một lưng luôn các bạn không, lưng một lưng luôn các bạn. Đây, con này cao 1m08 bò nè các bạn, đo ngay sẽ lưng nè các bạn thấy không. Đó, cao 1m08 bò các bạn, lưng một lưng các bạn. Đó, tại mấy con này nó đầy đà lắm các bạn ơi, cao 1m08 bò nè các bạn, 1m08 bò nè, lưng một lưng giá 38 triệu, cao 1m08 bò, lưng một lưng giá 38 triệu các bạn. Cái đầu con nào thấy to như cái húng các bạn, chân móng thì hoàn thiện hết, con anh gút này cũng vậy các bạn, đầu to, đòn dài, chân móng hoàn thiện, giá 38 triệu, cao 1m08 bò các bạn, cao 1m08 bò, giá 38 triệu các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chú bò mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Đó, đây là cặp tiếp theo nè các bạn, đầu trụi, dây hở đòn dài nè, chân móng hoàn thiện nè các bạn, chân móng hoàn thiện nè. Đó. Đó, cặp này thì chủ báo giá 34 triệu các bạn, cặp này chủ báo giá 34 triệu, cái đầu trọc lóc luôn các bạn không, cái đầu trọc lóc luôn, đòn dài sọc, dây hở nè, đòn dài, anh gút bơm, giá 34 triệu các bạn, giá 34 triệu. Đó, anh em nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ bò mình comment dưới màn hình nha các bạn. Chân móng nè, xương cối các bạn, anh gút bơm nhưng mà xương cối các bạn, lớn xương, đầu to, dây hở đòn dài nè các bạn, dây hở đòn dài nè. Đó, chân móng là hoàn thiện hết các bạn, dàn chân móng móng sò hoàn thiện nè các bạn không, xương xương chà bá các bạn, xương xương chà bá luôn. À, cái đầu ha, cái đầu như cái húng các bạn không, con này cái đầu như cái húng các bạn, chân móng thì hoàn thiện các bạn không, đòn dài sọc luôn các bạn,
Cặp này thì chủ báo giá là 34 triệu các bạn, 34 triệu. Đó, đích mục đích, đầu trụi, đòn dài, dây hở, giá 34 triệu các bạn, giá 34 triệu. Đó, anh em bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Cái lưng các bạn không? Cái lưng bằng nghiến luôn các bạn. Giải nè. Đó, chân móng rồi là hoàn thiện hết các bạn. Cái đầu trọc lóc các bạn ơi, nói chung là năm con nào cái đầu cũng trọc lóc hết các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cận cảnh cặp 34 triệu lại một lần nữa các bạn. À, cặp này thì 34 triệu nè các bạn. Đo cận cảnh cho anh em thấy luôn các bạn. Cái đầu trọc lóc luôn các bạn không? Đây. Con này cao 1m5 bò nè các bạn. Cao 1m5 bò, lưng một lưng. Con này cũng cao tầm 1m5 nè các bạn. À, 1m5. Đây, 1m5 có hơn nha các bạn, nhưng mà tính 1m5 thôi các bạn. Đầu trọc lóc luôn, giá 34 triệu các bạn. Giá 34 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Đó, cặp 34 triệu nè các bạn không? Chân móng hoàn thiện hết nè các bạn. Chân móng hoàn thiện hết, đòn dài, dai hở, đầu trụi. Đó. Xương cối các bạn, đồng khích nhau các bạn, đều cao 1m5 bò các bạn, đồng khích nhau à. Giá 34 triệu các bạn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại cặp anh gút đứng trước mặt bạn, chủ báo giá là 34 triệu. Cặp anh gút thứ hai chủ báo giá là 38 triệu, con anh gút lẻ chủ báo giá là 25 triệu nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.